Rồi, phần mesh film này có nghĩa là việc tô màu á, nó sẽ không đơn giản như là màu đơn sắc hay màu chuyển sắc nữa. Ví dụ đơn sắc á, nó là một màu thôi, nó một màu. Ví dụ những hình hình này gọi là đơn sắc nè, ví dụ xanh, đỏ, hồng gọi là đơn sắc. Rồi còn cái này là chuyển sắc, chuyển sắc tức là nó chuyển từ màu này sang màu kia ha. Ví dụ xanh nhạt, xanh đậm, xanh lợn nhé, nó chuyển tiếp gọi là chuyển sắc đó. Hoặc là cái này là tô màu pastel, tô màu pastel. Và cao hơn nữa đó là tô màu, cái này người ta là tô màu lưới. Thì tô màu đó, cái màu nó sẽ đổi liên tục, cái màu nó sẽ đổi đổi liên tục đó, nó đổi liên tục để nó ra được một cái màu. Nó gồm cái màu nó sẽ thay đổi với hình hình dáng bất kỳ, nó sẽ trộn, nó pha lại với nhau, chỗ đậm chút lợn nó đổi với nhau. Thì chỉ có tô theo lưới thôi thì nó mới tạo được vị trí đó thôi. Ví dụ như là thầy vẽ hình chữ nhật bất kỳ, rồi thầy tô cho nó màu xanh chẳng hạn đó. Rồi ví dụ chúng ta muốn thêm một số cái màu nó trộn trong này đó, thì chúng ta tô lưới thì bằng cách chúng ta vô công cụ này gọi là cái mesh fill, viết tắt là chữ M, mesh fill, tô màu lưới. Thì lập tức nó tạo một cái lưới ra đây, một hai lưới ngang lưới dọc, nó tạo ra một cái điểm này gọi là cái mắt lưới, hay là một cái điểm hay là nốt, một cái nốt lưới. Double click thì nó tạo thêm, hoặc là double click vùng trống thì nó tạo, double click vùng trống á thì tại đó nó tạo hai hai sợi dây dọc và dây ngang, nó tạo ra một cái lưới mới. Còn double click vào một điểm trên một cái đường dây á, thì nó tạo một cái lưới còn lại thôi đó. Thì chúng ta tạo thêm một số cái lưới, thì lưới nhiều ít là do mình quyết định, mình sẽ tạo ra ha. Kích tạo nhiều lưới thì tạo nhiều điểm, thì tô càng nhiều thôi, càng tô càng nhiều thì càng lâu, tại nhiều điểm quá thì nó sẽ nhiều hơn thôi. Ví dụ thầy sẽ chấm vô cái nốt này đó, chấm vào cái nốt này thì bấm vô cái màu màu trắng, thì có nghĩa là tại vị trí này nè thì nó sẽ có một chùm màu trắng xuất hiện, một chùm màu trắng xuất hiện ha. Và cái độ lan tỏa nó phụ thuộc vào xung quanh. Ví dụ xung quanh này nếu mà không có mắt lưới nào cả đó thì nó lan rộng hơn. Ví dụ như cái đề này từ đây xuống bên đây thì nó xa hơn, và bốn bốn bên này nó đều có cái lưới nó chặn lại, cho nên tối đa nó chỉ tới đây thôi. Nhưng mà cái sự sáng nó sẽ rộng hơn điểm sáng của thầy, tại vì cô tổ thầy á mấy điểm lưới nó gần nhau hơn, cho nên nó lan tối đa tới đây thôi và ngắn hơn lại nữa, cho nên tới đây thôi ha. Tô điểm này màu trắng tiếp chẳng hạn thì nó lan thêm đó. Thì có nghĩa là ý đây là một ví dụ về tô màu lưới là như vậy. Có nghĩa là tô theo từng cái điểm lưới, theo từ từng cái mắt lưới đó. Ví dụ cái lá này, bây giờ thầy sẽ tô cái lá này, thầy vẽ cái hình cái lá này, xuất phát là ở ở đây đi, ở đây nó gãy ở đây nè. Xong rồi ta lượn qua đây trước đó, thế đó thầy vẽ được một cái lá. Dĩ nhiên là phải sửa lại đôi chút cho nó phù hợp đó. Thì đây là cái lá đầu tiên thầy đã vẽ xong ha, một cái hình lá như vậy. Rồi sau đó thì giờ đang ngồi này, giờ đang ngồi này, thì bây giờ thầy muốn tô màu nó thì thầy sẽ dựa vào, ví dụ thì tôi dựa vào đây. Đó, cái lá này là lá cuối cùng nè đó. Thì giờ thầy có thể sửa lại đôi chút cho nó mềm mại hơn nè, chỗ này cho nó mượt hơn một tí, vẽ hơn một tí, chuyển sang dạng smooth note đi cho nó cong mềm mại hơn. Rồi rồi bây giờ cái lưới này thì thầy sẽ bấm vào mesh để tạo cái lưới, rồi thì tạo thêm một số lưới nữa, tạo thêm một số lưới nữa. Đan với nhau thì lưới này do mình quyết định, nếu mà nhiều thì mình sẽ tô nhiều, nếu ít thì tô ít thôi đó. Mình tạo lưới như vậy rồi sau đó mình tô nè, mình tô mình chọn đi về, trước tiên tổng thể của nó là màu gì, màu vàng đúng không, tô màu vàng vô không viền đó. Còn mấy cái lưới này thì chúng ta tô nè, ví dụ như là cái màu vàng, nhưng mà có nhiều loại vàng nha. Ví dụ cái nốt chúng ta tô theo từng sợi đi, tô sợi này trước nè, chấm một cái nốt này rồi mình hút màu. Khoan nghe, từ từ này, chấm cái nốt này thì ở trên cao này nó có hút màu này, bóng này là hút hút vị trí này tương ứng thôi đó. Rồi nốt này hút cái cạnh dưới này, rồi cái cạnh này nó chịu khó bấm như vậy, thấy màu đỏ dưới xuất hiện không đó.
tương ứng thôi, do mình đúng ra mình để gần luôn á, nhưng mà mình để như vậy mình tưởng tượng mình áp áp nó sát sát như vậy là được rồi, khoảng khoảng đó được rồi. Rồi điểm cuối cùng thì cái lưới nó càng nhiều mình tô càng lâu thôi, càng mệt thôi, nhưng mà phải ráng thôi chứ giờ làm sao. Chấm như đúng cái nốt nó nghe, rồi mình tô. Đó, muốn giống cái đề thì mình phải tô bám cái sáng như vậy. Còn mình tô màu khác thì dĩ nhiên là nó sẽ ra cái màu khác. Bên AI cũng vậy luôn, AI tô màu lưới cũng vậy luôn. Nhưng mà nó có phím tắt. Nó có phím tắt nhanh hơn. Đó, đó là mình ba sợi bên này, tiếp tục sợi bên này. Mình tôi đi tôi lại vẫn được nha. Rồi cái sợi dây bên này nó cũng gần sát nhau á, cho nên tô có thể là nó lệch chút xíu, chúng ta phải chọn đúng cái nốt cần tô á rồi mới hút, thì cũng lân cận thôi, mấy vị trí này lân cận và phải bấm vào đúng cái nốt nó mới tô được. Thầy, nếu mà thầy tô nguyên cái lưới như vậy thì mình dùng lưới mình chèn lên cái hoa màu vàng đấy, xong rồi mình tô lại chính xác lại nhanh hơn mặt thầy. Cũng được, cũng được. Mình kéo cái hình này đè lên cái lá này đúng không? Mình hút. Cũng được, nhưng mà nó dễ bị trùng lắm. Mới trùng giữa cái hình với cái đề của mình đó. Do cái hình của mình nó khi mà để lên nó che đi, hiểu không? Để như nó che nó mình không thấy cái dưới. Mình sao mình hút được? Nhưng mà mình trước sau gì mình cũng phải đô tô hết từng điểm một để mà hết cái phần lưới của nó, thì mình cứ tô từ 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 bên trái bên phải thì nó cũng hết một cái hoa vào đấy. Đúng rồi, nhưng mà mình nó che đi, nó không thấy cái đề cũng như không. Nó che cái đề rồi, hiểu không? Cái này nó có màu chứ không phải trong suốt đâu. Nó sẽ che cái đề đi, mình sẽ không thấy cái đề. Không? Nhưng mà trong AI á, thì được, AI nó có một cái phần laser nó sẽ nó... Ok, đó, như vậy, ý thì nói đây là cách tô màu như vậy nè. Thấy chưa không? Cách tô màu lứa là như vậy. Trong trong AI nó có cái laser nó sẽ cho mình tính năng là mình ẩn ẩn cái màu này đi rồi nó lấy cái màu dưới nó che, nhưng mà cô đeo thì không thấy cái tính năng này, chúng ta tạm thời tô như vậy. Rồi ok, thì đây là chính là cách tô màu lưới á. Thì cái màu nó sẽ theo bám theo cái này sẽ tô tô màu từng cái mắt xích lưới, từng cái điểm lưới, từng 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 cái điểm lưới. Còn cái màu của nó là cho mình chọn thôi, mình một là mình tự chọn, còn không mình hút cái màu mình có sẵn. Mình có hai phương pháp nha, tức là cái này là mình tô màu gì đó ở đây cũng được thì nó sẽ qua, thì nó sẽ không giống cái đề, cũng giống cái đề thì mình phải hút màu thôi, mình hút hút cái đề bên đây qua thì nó sẽ giống. Còn nếu mình tự tô thì nó sẽ ra một cái màu khác không giống cái đề vậy thôi.
Rồi, đó như vậy đó, như vậy đây là ý nghĩa của việc tô màu theo theo mesh field, theo điểm hay theo lưới là như vậy. Rồi đó, đó là phương pháp như vậy. Hãy lưu phim lại.